Xin chào mọi người Rất là vui khi được gặp lại mọi người Sau một khoảng thời gian khá là lâu Khi mà các fanpage của VTV Phải khóa lại để đảm bảo an toàn Cho đại hội đảng lần thứ 13 của chúng ta vừa qua À, và cũng rất là lâu rồi Vi mới live stream và có thể cung cấp thông tin thời tiết với mọi người à, Ngày hôm nay thì rất là vui khi được gặp mà Vi xem nào đang là hơn 600 bạn đang xem rồi à, Chào các bạn à, Và ngày hôm nay thì Vi sẽ là người mà cung cấp thông tin thời tiết cho các bạn à, Như Vi có đăng ở trên phần state note. À, Đó là chúng ta sẽ cùng cập nhật những cái thông tin những ngày sát Tết này Thì sẽ như thế nào để có thể phục vụ cho những kế hoạch của mọi người trong Tết Nguyên đán này à, Và một cái thông tin gần gần nhất cho các bạn là từ giờ cho tới ngày 26 Tết thì ở khu vực bắc bộ sẽ là nắng ấm à, và ở miền nam cũng sẽ duy trì thời tiết nóng và nắng như mấy ngày vừa rồi à, và tiếp theo đó là khu vực à, miền trung. À, khu vực miền trung cũng đang trong những cái ngày thời tiết cũng khá là ổn định. À, thì tất cả những khán giả đang ở khắp ba miền đất nước, à, mọi người cũng có thể thấy là thời tiết trong những ngày này à, thì nó không có nhiều những cái hiện tượng thời tiết tiêu cực đúng không ạ? À, tuy nhiên thì à, vi sẽ có một à, à, tuy nhiên thì vi sẽ có một cái cảnh báo, à, vi xin lỗi một cái thông tin xa hơn cho các bạn đó là vào ngày à, Mùng 8, mùng 9 tháng 2 dương lịch à, Tức là vào khoảng ngày 27 tới ngày 28 tháng Chạp Tức là 27-28 Tết Âm đấy mọi người ạ Thì miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa rông Và mưa thì sẽ xảy ra ở trên diện rộng khắp toàn miền Và có sẽ có những cái điểm mưa to Tập trung ở những nơi là Tây Bắc Bộ Và những nơi vùng núi như là Hà Giang, Tuyên Quang hay là Bắc Cạn à, Và dù đợt mưa rông lần này thì nó sẽ không có cái cường độ à, nhận định được các chuyên gia nhận định là không mạnh như những cái thời điểm mà như cái thời điểm năm ngoái mọi người biết là năm ngoái rất nhiều nơi xảy ra mưa đá đúng không ạ? À, tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải cần phải đề phòng với những khả năng xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc xét hay là gió giật mạnh bởi vì là sau một cái chuỗi ngày dài vừa ấm mà vừa ẩm nữa thì rất dễ là hiện xảy ra những hiện tượng này và đặc biệt là cũng cảnh báo là tại những nơi vùng núi ở phía bắc cũng có thể sẽ xuất hiện mưa đá à, nên là mọi người chú ý nhé. À, và có rất là nhiều các bạn đang đặt câu hỏi cho Vi là Thời tiết à, mấy ngày Tết như thế nào à, Thì bây giờ Vi cũng vừa mới điểm qua cho các bạn là ở khu vực phía Bắc thôi à, Còn bây giờ sẽ là dự báo gần cho từ giờ cho tới ngày 26 Tết Thì miền Bắc vẫn sẽ là nắng ấm nhé mọi người nhé Miền Bắc nắng ấm này à, Nhiệt độ sẽ trong khoảng là từ 22 cho tới 26 độ Và riêng khu vực địa biên phủ thì sẽ là 29 độ cao hơn à, Còn hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Thì sẽ là hai khu vực mà nắng khô nhất cả nước vào ngày mai, nhất là cái ngày Tết ông công ông táo của chúng ta là vào ngày mai và ngày mai thì rất là nhiều gia đình đang à, chuẩn bị để có thể là tiễn ông công ông táo về trời đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn ở hai khu vực này là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thực sự là à, phải à, chú ý là bởi vì là độ ẩm ở ngày mai à, rất là thấp và khoảng 12 giờ trưa nó chỉ còn là 43% thôi. À, và với cái mức ẩm như thế này thì khi mà chúng ta đốt vàng mã nhiều đúng không ạ? Ngày mai khi chúng ta tiễn ông công ông táo xong thì à, theo như à, truyền thống của của Việt Nam là chúng ta sẽ đốt vàng mã Và mọi người chú ý là đốt vàng mã thì chúng ta hãy đốt ở những cái nơi kín gió Và cần phải có người trông chúng ta phải quan sát thật là kỹ Và tránh để cho cái tàn cho của, của, của vàng mã bay nhiều ra ngoài đường bởi vì là cái tàn cho khi mà nó chưa cháy hết nó có thể bén vào bất cứ những cái vật liệu nào dễ cháy chính vì thế mà nguy cơ cháy xảy ra rất, rất là cao trong ngày mai thì hai khu vực là tây nguyên và nam bộ những khán giả ở đây mọi người nhớ chú ý nhé À, còn à, độ nhiệt độ thấp nhất về trưa và chiều à, ngày mai sẽ dự sẽ trong khoảng là từ à, 28 cho tới 33 độ à, và thấp nhất vào à, buổi chiều tối sẽ trong khoảng là 25 độ à, và dù nắng nhiều à, nhưng mà các à, nơi à, những khán giả này ở đây chú ý này những bạn nào đang ở Pleiku Buôn Ma Thuột con Tum hay là Gia Nghĩa và ngày mai nhiệt độ sẽ không vượt quá 29 độ. Còn lại là những ai mà thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ rất là nóng, 32 tới 34 độ và lại còn nóng khô nữa mọi người nhá. Nên cảm giác cũng hơi khó chịu một chút đấy ạ. Nóng mấy ngày nay à, đâu, phải gần một tuần nay đúng không ạ? Thì Nam Bộ rất là nóng và nắng mạnh nữa. Chỉ số tiêu UV cũng khá là cao ở mức 8 đến mức 9. Đây là những cái mức có thể gây nguy hiểm cho da À, và mấy ngày vừa rồi khi mà vi dẫn những cái bản tin thời tiết theo giờ thì đều cảnh báo cho mọi người rồi xin chào các bạn vi xin chào các bạn à, à, mùa 1200 bạn đang xem xin chào các bạn nhé rất là vui được gặp lại các bạn sau một chuỗi ngày dài khi mà chúng ta không có mở được cái fanpage này đúng không ạ à, à, xin chào những khán giả đầu tiên đang theo dõi xin chào khán giả minh lê khán giả hà quang thắng khán giả đinh thị thanh tâm à, bình à, xin chào khán giả bình đỗ bạn là Ánh Ngọc Lương. Rất nhiều người đang hỏi về Hà Tĩnh đúng không? Được rồi, Vi sẽ nhìn lại những câu hỏi của bạn ở phía trên nữa và Vi sẽ trả lời cụ thể từng nơi một. Và bây giờ thì Vi đang điểm qua những cái thông tin thời tiết ở cả ba miền cho các bạn có thể nắm được. À, bởi vì là vì mọi người, mọi biên tập viên thì khá là khó để mà có thể trả lời hết được tất cả các tỉnh thành à, cho từng người một Nhưng mà để các bạn chú ý theo dõi cái phần điểm qua này thì các bạn cũng có thể là nắm được những thông tin thời tiết à, Rồi tiếp theo thì Vi muốn lưu ý tới khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế Ngày mai thì có sẽ có sương mù vào buổi sáng nhé các bạn nhé à, Còn trưa và chiều thì sương sẽ mỏng dần và trời tạnh giáo cũng như là ấm áp nữa Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ trong khoảng là từ 24 cho tới 27 Độ. À, rồi, vi thấy rất rất nhiều các bạn đang hỏi về khu vực Hà Tĩnh đúng không? À, trước khi đến với trả lời cái câu hỏi là nhiệt uh, thời tiết ở Hà Tĩnh như thế nào, thì uh, chúng ta sẽ cùng điểm qua nốt thời tiết ở khu vực uh, phía Nam. Sang đến ngày mai thì ở phía Nam của uh, khu vực này thì sẽ là mưa giảm. Ví dụ như là Đà Nẵng, khu vực Nam miền Trung đấy mọi người nhé. Đà Nẵng này, Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết ở những nơi này trời đều có nắng từ sáng cho tới chiều với nhiệt độ trong khoảng từ 27 tới 29 độ khá là phù hợp cho mọi người để những cái công tác à, chuẩn bị à, chúng ta dọn dẹp nhà cửa có thể diễn ra tuy nhiên là vi biết là những ngày tết cận kề như thế này mọi người đi sắm khá là nhiều đúng không ạ đi sắm tết nhiều à, thế nên là cũng nhắc các bạn là trong tình hình dịch covid 19 đang rất là phức tạp như thế này thì mọi người nhớ là chúng ta hãy đeo khẩu trang đeo khẩu trang ở bất cứ nơi nào các bạn đi đến các bạn đi ra ngoài là các bạn phải đeo khẩu trang chứ không miễn là nơi công cộng và thứ hai là chúng ta không nên tụ tập đông người à, Thứ ba nữa là à, sát khuẩn tay Các bạn luôn luôn phải có cái nước sát khuẩn ở bên mình Và sát khuẩn tay bất cứ lúc nào để có thể đảm bảo được vệ sinh an toàn Bởi vì biến thể mới của Covid-19 rất là nguy hiểm Mọi người cũng đọc thông tin rất là nhiều rồi à, Rồi xin chào các bạn nhé Đang đặt câu hỏi cho Vi rất nhiều À, và vừa rồi thì vi cũng đã à, điểm qua cho các bạn thời tiết ba miền rồi bây giờ vi sẽ à, trả lời cho các bạn nhé cảm ơn bạn vũ minh điệp rồi chúng ta sẽ đi lên à, một chút ở bên trên để trả lời những cái thông tin thời, ừ. thời tiết giờ đang bị sai đi nhá. anh ơi anh nhắc ai ấy? em đang livestream stream bạn vâng à, các anh chị ấy, đang ở đây ạ à, đầu tiên vi sẽ trả lời cô bạn của bạn à minh câu trả lời câu hỏi của bạn minh khánh này hỏi về khu vực nam định nào nam định rồi mọi người chờ Vi một chút Vi sẽ nhìn này. Nam Định trời sẽ không mưa và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ tại Nam Định là từ 18 cho tới 24 độ. Bắc Giang là câu hỏi của bạn trai họ Kiều. Bắc Giang trời không mưa, sáng cũng có sương mù và trưa chiều thì trời nắng, mức nhiệt cũng là từ 18 cho tới 24 độ nhé bạn nhá. Yên Bái là câu hỏi của bạn là Bùi Nguyễn Nguyên Tiên, cái tên nó hơi khó đọc một tí. Yên Bái. Rồi mọi người chờ Vi nhé. À, yên bái thì khả năng là đêm sẽ có mưa nhỏ, ngày thì không mưa và chưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cũng trong khoảng đó 18 cho tới 24 độ các bạn ạ. Rồi xin chào bạn Ngô Mạnh Dũng. À, thời tiết. <laughs> cô ơi em vào lớp muộn nên không biết là thời tiết khu vực à, miền núi Trung Du Bắc Bộ cô có thể nói lại được không ạ? Rồi một câu hỏi rất là dễ thương của bạn Ngô Mạnh Dũng. À, khu vực ở miền... À, đâu nhỉ? Bạn đang hỏi là khu vực Trung Du Bắc Bộ đúng không? vào ngày mai à, bà Vi sẽ trả lời gần nhất cho các bạn vào ngày mai đi, đúng không? Ngày mai thì ở miền Bắc à, trời vẫn nắng ấm thôi, ở những khu vực à, miền núi cũng thế, hay là Trung Du thì à, có ở miền núi thì nhiệt độ thì có cũng sẽ có thấp hơn một vài độ, à, nhưng mà nói chung là thời tiết từ giờ cho tới ngày 26 Tết thì à, trời nắng ấm và cũng rất là đẹp để có thể phục vụ được những cái công tác chúng ta chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán bạn nhá. À, giờ tiếp theo là khu câu hỏi của bạn Đoàn Linh về Thái Bình. Thái Bình ngày mai không mưa và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cũng trong khoảng là từ 18 cho tới 24 độ. Vĩnh Long là của, của câu hỏi của bạn là Xuân Nguyễn Bánh Lọc à? à, Vĩnh Long. À, Vĩnh Long thì à, từ 18 cho tới 34 độ, có thể nói là cái nhiệt độ trên này cũng khá lớn đấy ạ, đêm không mưa và ngày nắng nhé bạn nhé chào bạn à, rồi cảm ơn bạn phan chiến thắng à, tiếp theo là câu hỏi à, của bạn à, à, vi trả lời câu hỏi của các bạn là đinh thị thanh tâm và một số bạn hỏi về khu vực hà tĩnh ạ à. à, hà tĩnh trời không mưa sáng có sương mù và trưa chiều trời nắng nhiệt độ trong khoảng là từ 19 cho tới 25 độ nha các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn à, xin chào bạn à, tuấn anh nguyễn đặng Bắc Giang còn nóng như năm 2019 không Nói chung là ở miền Bắc thì đến khoảng ngày 27 28 nó sẽ có một cái nên là các bạn chú ý Vi cũng đã nói lúc đầu rồi là miền Bắc thì trời sẽ nắng ấm đến ngày 26 ngày 26 Tết đấy nhé các bạn nhá à, tiếp theo là câu hỏi của bạn Tiều Phu hỏi về Hải Dương à, rồi mình xem nào Hải Dương đâu nhỉ? À, Hải Dương trời không mưa, sáng sớm có sương mù và trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cũng trong khoảng là từ 18 cho tới 25 độ. Có thể nói là vì thế nhiệt độ nó cũng đang xem xem đấy. Ở khu vực vùng núi ví dụ như là đặc biệt như là Sapa thì nhiệt độ còn thấp là từ 12 tới 16 độ. Để biên phủ thì cái mức chênh lệch nhiệt độ khá là lớn 16 tới 29 độ, Lai Châu 14 đến 24 độ. Sơn La 16 đến 26 độ, còn bắt đầu từ Hòa Bình trở đi trong khoảng là hòa bình, lào cai, yên bái, lạng sơn, tuyên quang, cao bằng, bắc cạn, à, hải phòng, quảng ninh, bắc giang, bắc ninh, việt Trí, phú thọ, vĩnh phúc, thái nguyên, thủ đô hà nội của chúng ta này, hải dương, hà nam, hưng yên, ninh bình, thái bình và nam định thì mức nhiệt đều giao động trong khoảng là thấp nhất là từ 16 cho tới 18 độ và cao nhất là từ 24 tới 25 độ đó trong cái khoảng thế à, thế nên là những bạn nào những khán giả nào đang đặt những câu hỏi cho vi ở những cái tỉnh vi vừa đọc thì mọi người cũng có thể theo dõi mức nhiệt cũng xem xem đấy khoảng từ thấp nhất là 16 đến 18 và cao nhất là từ 24 tới 25 à, rồi tiếp theo là câu hỏi của bạn À, Huyền Trang đi Bạn hỏi về Quảng Nam Bởi vì Trang đến Quảng Nam vừa rồi Vì đã đọc hết một loạt là các tỉnh miền Bắc rồi à, Tiếp theo là Quảng Nam à, Quảng Nam thì trời không mưa Sáng sớm có sương mù và trưa chiều trời nắng Nhiệt độ trong khoảng là từ 19 cho tới 27 độ nhé bạn nhé Rồi cảm ơn à, khán giả Lan Nguyễn Hà Nội Tết nóng hay lạnh ừ, Hà Nội à, Tết khả năng vi nghĩ là à, nó sẽ nắng ngầm đến ngày 26 Tết Thì nhiệt độ mấy ngày nay cũng khá là cao Trong khoảng à, 23-24 độ à, Thì đến Tết khoảng 27 28 Tết thì sẽ có một cái đợt mưa rông và nhiệt độ cũng sẽ giảm. Thì đến cái khoảng đấy, à Vi cũng như các biên tập viên khác sẽ đưa những cái thông tin thật là chi tiết cho các bạn để các bạn có thể nắm được nhá. Tuyên Quang có Z không? Chỉ có ở của bạn Huyền Huyền gì? Của bạn Huyền Sù ừ. Tuyên Quang đúng không? À, tuyên Quang. Bây nhìn thấy Tuyên Quang đâu rồi? À, tuyên Quang mấy ngày nay thì trời cũng bình thường thôi bạn, ấm. À, sáng thì có sương mù, trưa chiều thì có trời nắng nhiệt độ từ 18 tới 24 độ bạn nhé Cảm ơn bạn Tâm Nguyễn, cảm ơn bạn Phạm Đình Hoàng Minh Thanh Hóa Tết có rét không? Tần Tết bọn Vi sẽ livestream hàng ngày mọi người sẽ theo dõi nhé Vi nghĩ là Tết nó sẽ không rét uh, rét hại đâu sẽ không quá rét như những cái đợt vừa rồi đâu Mọi người ạ à, Có thể thấy là mọi người đang thấy là cái nhiệt độ Nó cũng đang trên đà Mấy ngày hôm nay thì là nắng ấm đúng không Mấy hôm nữa thì sẽ có mưa rông và nhiệt độ cũng sẽ có hạ à, Nhưng mà Vinh nghĩ là sẽ không có những cái rét đại hàn quá đâu Mọi người nhá Uh, và uh, mọi người hãy chú ý là fanpage dự báo thời tiết VTV sẽ còn uh, cập nhật liên tục những cái thông tin thời tiết uh, ví dụ như là uh, mấy ngày nay chúng ta dự báo là như thế nhưng mấy ngày hôm nữa sẽ có những cái đợt không khí lạnh khác thì sao hoặc là gió bất chợt hay như thế nào đấy thì Vi cũng như biên tập khác sẽ uh, cung cấp liên tục và chi tiết cho các bạn hàng ngày nên là các bạn hãy uh, theo dõi nhé À, ngày mai bắc ninh như thế nào câu hỏi của bạn à, của khán giả tên là bùi thủy ạ à, bắc ninh ngày mai thì à, trời sáng sớm có sương mù sẽ không mưa đâu ạ và trưa chiều trời nắng à, nhiệt độ tại bắc ninh 18 tám tới hai độ nhé bạn nhé rồi vừa rồi thì Vi cũng đã trả lời cho các bạn à, được khá khá những vùng miền mà các bạn hỏi Vi rồi Và thời lượng live stream thì cũng đã hết rồi Rất là cảm ơn ngày hôm nay các bạn tương tác rất là tốt với Vi Sau một khoảng thời gian lâu lắm rồi chúng ta không được gặp nhau Cảm ơn các bạn rất là nhiều À, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. À, và bây giờ thì là khoảng thời gian vì nghĩ là các bạn nghỉ ngơi và các bạn hãy chú ý là giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt. Hãy bổ sung những cái vitamin cũng như là khoáng chất để chúng ta tăng sức đề kháng trong những khoảng thời gian này bởi vì dịch COVID-19 thì cũng đang uh, diễn biến rất là phức tạp đúng không ạ? Uh, và thứ hai nữa là thời tiết cũng sẽ có sự sự thay đổi trong những cái ngày tới nên là mọi người hãy uh, uh, đảm bảo sức khỏe cho mình để chúng ta có một cái Tết thật là đầm ấm cùng với gia đình của mình. Cảm ơn các các bạn rất nhiều đã ủng hộ vi trong ngày hôm nay uh, live stream này uh, và rất là mong các bạn uh, tương tác thật tốt và gặp lại các bạn trong những live stream sau cùng với vi cũng như là những biên tập viên thời tiết khác và <laughs> các bạn bây giờ thì vi xin chúc các bạn là sẽ có một buổi tối thật là ấm áp bên gia đình cùng với một bữa cơm thật là ngon miệng <laughs> bây giờ thì vi sẽ trở về nhà uh, xin chào các bạn nhé